Chào mọi người, hôm nay mình sẽ bán hai bé mèo. Mình cần bán hai bé mèo nha. Một bé anh lông dài cái chưa sinh sản là bé này nè mọi người. Đây. Rất là đẹp luôn, màu bicolor rất là đẹp luôn nha. Chưa sinh sản là nào hết, thích hợp cho những bạn nào muốn mua về nuôi và mau đẻ. Mình đảm bảo bé rất là hiền luôn. Khi các bạn đón bé lớn như thế này, bé vẫn thân thiện với các bạn luôn nha. Mình đảm bảo điều đó. Vì nhiều bạn thích bé nhưng mà sợ con lớn không thân thiện, mình đảm bảo một điều đó là bé rất là thân thiện, rất là yêu luôn. Màu đẹp, màu xám rất đẹp luôn nha. Anh lông dài nha mọi người, cái này chưa sinh sản lần nào. Giá của em ấy là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu thôi. Mình hỗ trợ ship tận nơi trong thành phố Hồ Chí Minh nha. Tỉnh khác thì vui lòng thanh toán trước mình mới gửi được. Đây, 3 triệu mọi người, cái chia sẻ lần nào mình đảm bảo vấn đề đó là hiền lành và quấn người. Khi mà các em các bạn đón bé người lớn như thế này, lông xù đẹp luôn, cái rất là đẹp luôn nha. Đây mình cần bán bé tiếp theo là bé mèo đực, màu Himalayan mắt xanh nha mọi người. Màu lông là màu cà phê, màu trắng sữa một chút, mắt xanh để rất đẹp luôn nhé. Em này tầm 7 tháng thôi, cũng rất hiền và quấn người luôn. Bạn nào thích em đó thì cứ mua, không cần nuôi từ nhỏ, nuôi lớn thì cũng rất rất dễ chăm luôn. Mắt xanh này rất là hiền luôn, mình đảm bảo điều đó. Bé thử lông ngắn nha, bé này thì lông ngắn, bé lông ngắn thì bốn này thì 4 triệu nha mọi người. Đực, bé này đực. Đảm bảo là hiền, đuôi cái đuôi rất là đẹp luôn, đảm bảo rất là hiền và quấn người nha. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình, xin chào.